Nhằm sửa đổi hiến pháp năm 1937, Iceland vừa tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đề nghị bỏ các điều khoản về nghĩa vụ nội trợ của phụ nữ và mở rộng định nghĩa về gia đình. Tuy nhiên, cử tri Iceland đã bác bỏ đề nghị thay đổi này. Thủ tướng Iceland Leo Varadkar từng tuyên bố đúng vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 rằng chính phủ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để bảo vệ bình đẳng giới và loại bỏ ngôn ngữ phân biệt đối xử khỏi hiến pháp đã bắt đầu đi bỏ phiếu hôm 8 tháng 3. Kết quả được công bố cuối ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương. Những người ủng hộ các sửa đổi này cho rằng chúng cần thiết để thể hiện sự công bằng giới tính. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng các thay đổi có thể gây ra sự nhầm lẫn và phản ứng phức tạp. Kết quả trưng cầu ý dân cho thấy 67,69% người không đồng ý với sửa đổi thứ nhất về định nghĩa gia đình bao gồm cả các cặp chưa làm lễ kết hôn. Sửa đổi thứ hai yêu cầu mọi thành viên chứ không chỉ phụ nữ phải chăm lo gia đình bị cử tri bác bỏ với tỷ lệ 73,9%. Thủ tướng Leo Varadkar đã thừa nhận thất bại của việc cải tổ hiến pháp. Cuộc trưng cầu ý dân ít thu hút sự chú ý của cử tri Ireland với tỷ lệ đi bầu chưa vượt qua 50%.